Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 4 bánh, 3 bánh, xe điện và xe xăng. Cái video hôm nay mình giới thiệu cho các bạn full trọn bộ một cái bộ làm xe 4 chỗ sử dụng hệ thống treo trước, hệ thống treo đằng sau. 4 bánh không xăm. Ở trên cái bộ này thì hiện đang có 4 mẫu bánh khác nhau, thì khách hàng lựa chọn đến một trong 4 bộ. Thông số của 4 cái mẫu bánh này lần lượt là 125/70R12, 450/10 và 135/90/10. Bộ cầu sau là sử dụng phanh dầu, có chiều dài chưa tính bánh là 1m1. Nó có loại 90, loại 80 và loại ngắn hơn nữa, cái đấy tùy khách hàng lựa chọn. Dài nhất là 1m1 chưa tính bánh. Hệ thống trước là hệ thống treo 2 chữ A, cũng sử dụng hệ thống phanh dầu. Hệ thống lái full công tắc, đầy đủ vô lăng to. Chi tiết của những cái mục này thì các bạn có thể xem về những cái video đơn lẻ trước. Ví dụ như video chỉ nói về hệ thống lái, hay video chỉ nói về hệ thống treo, hay là video chỉ nói về các loại bánh. Tay đảo chiều cũng thế, các bạn có thể xem lại cái video trước về các cái mẫu tay đảo chiều để mình lựa chọn. Giá thành thì không chênh lệch là bao nhiêu. Chọn cái bộ phụ tùng này mình đang phân phối với cái giá 18 triệu, bao gồm những cái phụ tùng phía trên như đôi đèn pha, đèn xi nhan, đôi đèn hậu sau, bộ hạ nguồn từ điện 4860 xuống 12V, bộ hệ thống lái đầy đủ công tắc đèn còi xi nhan, toàn bộ phanh dầu, chân phanh dầu, cầu sau phanh dầu 1m1, có số phụ, tức là số khỏe và số chậm. Một cái tay đảo chiều vàng vàng như các bạn đang nhìn trước màn hình đấy. Một đôi đèn hậu. Hệ thống treo có 2 giảm sóc, 2 tay đòn và 2 giảm chống giật. Một chân ga. Chân ga các bạn cũng xem ở một cái video trước, nó có 3 mẫu chân ga khác nhau để các bạn lựa chọn. Giá chọn bộ này là đã có cái động cơ 800W, 48V hoặc 60V 1000, 60V hoặc 48V. Chọn một cái bộ như thế này mình đang bán với cái giá là 18 triệu chưa bao gồm tiền vận chuyển. Phần điện đấu lối để chạy mình sẽ đấu sẵn cho các bạn, để tránh cái trường hợp khách hàng về không biết đấu thì gây hư hại đồ. Sau đây là mình sẽ đi chi tiết từng một cái hạng mục một cho các bạn xem. Đây là 4 cái mẫu bánh. Cái mẫu bánh này thì có đường kính là 46, bản rộng là 125. Cái này gọi là la răng 12, cái loại này nó còn một mẫu la răng khác. Các bạn xem lại cái video về các mẫu bánh la răng ở trong cái mục toàn bộ video của phụ tùng xe điện. Tiếp theo là cái đèn. Đèn pha này là đèn led xi nhan, có xi nhan và đèn pha bằng led. Còn đây là hệ thống treo. Hệ thống treo 2 chữ A, có giảm sóc. Cái hệ thống treo 2 chữ A này để xem chi tiết hơn thì các bạn cũng vào mục video. Các bạn đăng ký kênh của mình, xong là bấm vào cái mục toàn bộ video để các bạn xem. Tiếp theo là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này thì nó hiển thị các cái chức năng như là điện hết hay còn, báo hiệu công tơ mét, đèn xi nhan trái, xi nhan phải và báo đèn pha. Đây là hệ thống lái. Hệ thống lái bao gồm một cái thước lái, hai cái đầu ống nối này. Ống lối này thì dài ngắn thì tùy theo cầu sau. Đây là hệ thống vô lăng. Vô lăng đầy đủ công tắc. Đấy, đây cần gạt xi nhan các thứ đây. Đây là đèn hazard này, đèn dừng. Đèn này khi các bạn đậu xe thì 4 xi nhan nó đều nhấp nháy. Và đây là bộ vô lăng. Vô lăng này là vô lăng to nhất và đẹp nhất hiện nay. Đường kính là 37cm. Đây là bộ dây số. Số này là số nhanh và số chậm. Ví dụ như các bạn lên dốc thì các bạn cần phải có cái số như vậy. Ví dụ như khởi hành ngang dốc
Đấy, thì về số, còn bình thường là nó vẫn lên được dốc nếu như là đang có đà tiến. Bộ dây số thì được bắt vào đây. Và cách thức bắt dây số thì các bạn có thể xem lại cái video mình nói về một cái cây cầu điện. Đây là động cơ được gắn liền với cây cầu. Đây là hệ thống giảm sóc. Đây là cái giảm sóc đòn lò xo này. Đây là cái tay đòn này. Và đây là cái giảm giật này. Cái giảm giật này thì nó có tác dụng là khi mình ví dụ như rơi xuống ổ gà ấy, thì nó nhún rất là nhanh nhưng nó sẽ hồi rất là chậm. Nó chống bật lên bật xuống. Còn đây là hệ thống phanh dầu, phanh đĩa. Đèn pha, đèn hậu. Đèn hậu này các bạn có thể chọn nhiều mẫu khác nhau. Đây là một cái cục hạ nguồn 20A. Cục hạ nguồn 20A này thì trên thị trường nó chỉ có xe đạp điện ấy, chỉ có 10A thôi. Mà 10A đấy nó ảo, nó không đáp ứng được nhu cầu. Đây là phần phụ kiện phanh dầu. T chia dầu, tổng dầu 4, chân phanh dầu. Đấy, các bạn nhìn hệ thống treo của nó cơ bản là bắt như thế này. Còn đây là hệ thống treo. Hệ thống treo trước và đồng hồ. Đèn pha rất bộ này rất là đầy đủ. Bộ này mà kết hợp với bộ dây điện nữa thì nó rơi vào khoảng 19 triệu. Là có một bộ dây điện là chỉ việc dùng thôi. Còn phần cơ như thế này là vẫn phải đấu phần công tắc đèn pha các thứ. Vẫn phải đấu. Riêng phần động cơ là đã hoàn thiện. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được nhiều video khi mình mới ra. Ấn vào cái biểu tượng chuông thông báo thì khi có video mới ra cái là các bạn nhận được luôn. Con điều khiển này là điều khiển 800W mọi người nhé. Điều khiển 800 thì chỉ cần điều khiển chuẩn là được. Chứ không như cái khái niệm của mọi người là cứ phải mua điều khiển cỡ to mới được. Điều khiển chỉ cần cùng công suất nhưng dòng cung cấp cho động cơ dòng lớn là được. Để đánh giá cái dòng lớn thì thường thường các bạn nhìn con điều khiển. Điều khiển cứ dây điều khiển mà to ngang hoặc to hơn dây động cơ là được. Chứ không phải là cứ công suất cao hơn thì nó bền. Công suất cao hơn mà dòng điện lại thấp hơn dòng nhỏ thì cũng không ăn thua. Đây là dòng điều khiển chuyên dụng cho xe ba bánh. Nó không phải là dòng điện dành cho xe máy điện hay là dòng điện cho xe đạp điện, cho nên là nó rất là khỏe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.